Nếu bạn đang sử dụng laptop Windows, MacBook, điện thoại Android hay iPhone đều có thể kết nối thông qua Smart View hoặc là AirPlay 2. Còn nếu bạn sử dụng điện thoại Samsung Galaxy S hoặc là Galaxy Note thì hỗ trợ thêm cả Tap View, tốc độ phản hồi kết nối nhanh. Thời tiết hôm nay thế nào? Hello, chào các bạn. Chúng ta vừa trải qua một đại dịch rất là căng thẳng. Bản thân của Hân cũng là một F0 khỏi bệnh, cho nên là tâm lý và kinh tế phần nào chúng ta bị ảnh hưởng. Và thôi, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. Năm mới sắp tới rồi, chắc chắn là chúng ta cần phải đầu tư một vài món cho nhà của mình nó tươm tất hơn. Và những món công nghệ là những thứ chúng ta quan tâm, đặc biệt là TV. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta chọn những chiếc TV siêu phẩm cao cấp á, thì giá lại quá cao, chúng ta không đủ ngân lượng. Nếu chúng ta chọn những dòng TV mà bình dân á, thì nó lại không đáp ứng được nhu cầu giải trí của chúng ta. Như vậy thì những chiếc TV tầm trung là sự lựa chọn hợp lý nhất. Vậy trong clip ngày hôm nay, hãy cùng Hân trải nghiệm một chiếc TV tầm trung của thương hiệu Samsung. Và chiếc TV này hội tụ đầy đủ những yếu tố như là đẹp nè, rồi đầy đủ công nghệ, và hơn nữa là giá rất dễ tiếp cận. Smart TV 4K Crystal UHD 60 inch, mã sản phẩm là UA60AU8100. Dòng AU8100 sẽ có các kích thước là 43, 50, 55, 60, 65, 70 và 75 inch, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng và không gian bày trí khác nhau, nhưng thông số và các tính năng bên trong tương đồng. Nếu nhìn qua cái tên thì có thể nói AU8100 là phiên bản nâng cấp nhẹ của TU8100 vào năm ngoái. Thực tế thì thay đổi chủ yếu đến từ thiết kế Air Slim mỏng hơn đáng kể so với thế hệ trước, còn những cái tính năng trang bị khá tương đồng như là bộ xử lý Crystal 4K, công nghệ Motion Accelerator, công nghệ Qi Symphony, trợ lý giọng nói Bixby và Google Assistant. Tuy nhiên cũng khá buồn là Samsung cũng đã lược bỏ một số tính năng cho chiếc TV này, đặc biệt là tính năng Multi-View, một tính năng khá là hay ho mà Hân vừa review trong mùa Euro. Cụ thể, đây là tính năng cho phép TV hiển thị nhiều nguồn hình ảnh khác nhau. Ví dụ nha, bạn có thể vừa xem màn hình phản chiếu của chiếc điện thoại bên phải, vừa xem TV ở bên trái. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt hữu dụng, chẳng hạn như là khi trẻ em mượn điện thoại, phụ huynh vừa có thể theo dõi được thông tin mà trẻ đang xem, vừa thấy được nội dung ưa thích trên cùng một chiếc TV. Nói gì thì nói chứ TV hiện đại tới đâu thì chất lượng hiển thị vẫn là điều quan trọng nhất. Mặc dù là một chiếc TV tầm trung thôi, nhưng mà AU8100 được hỗ trợ rất nhiều công nghệ, trong đó là những cái công nghệ giúp cho chất lượng hiển thị nó tốt hơn. Và đây là một chiếc TV có độ phân giải 4K. Và các bạn biết nha, bây giờ thì hầu như là nguồn 4K rất là nhiều rồi. Netflix nè, YouTube nè, rồi các trang phim trực tuyến đều đã hỗ trợ 4K. Cho nên là chiếc TV 4K sẽ có đất dụng võ. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn có nhu cầu là xem những video hay là phim cũ hơn, chất lượng thấp hơn, thì cũng đừng quá lo lắng, vì lúc này bộ xử lý 4K được trang bị sẽ có nhiệm vụ tái tạo lại hình ảnh, mô tả lại màu sắc và chi tiết, giúp hình ảnh trở nên sắc nét hơn, gần sát với 4K nhất. Dù cho chúng ta xem nội dung thường ngày thì vẫn rất là nét. Ngoài chi tiết thì màu sắc cũng đóng vai trò không nhỏ để cái việc hiển thị có đẹp hay không. Samsung đã trang bị cho chiếc TV này công nghệ Dynamic Crystal Color. Công nghệ này sẽ giúp tạo ra độ bao phủ màu rộng hơn, tối ưu hóa màu sắc tốt hơn so với các TV LED thông thường, đặc biệt là tông màu đỏ. Bên cạnh đó, độ tương phản của AU8100 cũng rất tốt nhờ công nghệ tương phản tăng cường Contrast Enhancer, giúp tăng cường độ tương phản tối đa, phủ nhiều lớp sáng tối lên toàn bộ màn hình, giúp từng khu vực, vật thể trong khung hình trở nên hài hòa, không bị cháy sáng hoặc là quá tối. Ngoài ra, TV này cũng có công nghệ HDR làm tăng cường độ tương phản và hỗ trợ các định dạng HDR phổ biến, thể hiện được các nội dung màu đen sâu, tương phản cao, màu sắc phong phú. Trong điều kiện thực tế, màu sắc hiển thị rất trong trẻo và rực rỡ, đặc biệt là các tông màu như là đỏ và xanh. Nhờ độ tương phản cao và dải màu rộng tạo nên một hình ảnh tổng thể đầy sức sống. Các sản phẩm đến từ Samsung thường cho rất nhiều chế độ màu sắc và các bạn nên chú ý điều này. Thông thường, những người lớn tuổi sẽ thích nhìn màn hình có màu sắc rực rỡ hơn, độ bão hòa màu sắc cao hơn thì các bạn có thể tùy chỉnh chế độ sống động. Lúc này các tông màu đỏ, xanh sẽ trở nên nổi bật hơn, trông rất là nịnh mắt, nhưng độ chi tiết sẽ bị giảm do màu sắc tái hiện quá rực rỡ. Còn những trường hợp khác thích màu sắc sống động nhưng mà vẫn giữ được chi tiết thì chúng ta có thể tùy chỉnh ở chế độ chuẩn. Lúc này chi tiết vẫn rất cao và giữ được độ chính xác của màu sắc. Ngoài ra cũng có thêm các chế độ hiển thị tự nhiên, chế độ phim ảnh, chế độ làm phim. Các bạn hãy tùy chỉnh mục đích cũng như là sở thích chế độ màu sắc phù hợp nhất. Độ sáng cũng là một điểm mà mình dành lời khen cho chiếc TV này. Nhờ có rất nhiều công nghệ hỗ trợ hiển thị cho nên là độ sáng của AU8100 rất cao mà vẫn đảm bảo chất lượng của màu sắc. Dù có bật độ sáng tối đa nhưng các vùng màu vẫn thể hiện nguyên vẹn, không có hiện tượng bị cháy hay là lem chi tiết, hình ảnh vẫn rất là trong trẻo. Dù cho ở bất kỳ chế độ nào thì AU8100
cũng có thể tái hiện màu đen rất là tối, độ đen sâu không hề thua kém những chiếc TV thuộc phân khúc cao cấp. Cho nên là khi xem phim, đặc biệt là những cảnh hành động trong đêm, kết hợp thêm với môi trường xem tối nữa thì rất chill. Góc nhìn trên AU8100 rất rộng, khi nhìn trực diện đến khi di chuyển sang một góc mở 120 độ hoặc là hơn. Những vị trí này xem TV cũng rất là chất lượng. Màu sắc hiển thị thì gần như là không thay đổi. Cho nên cả gia đình quay cuồng lại chiếc TV, cùng nghe nhạc rồi thưởng thức các game show trọn vẹn những giây phút bên nhau. Hình ảnh là như vậy, còn âm thanh thì sao? Chiếc TV này có tổng công suất loa là 20W. Đối với một chiếc TV tầm trung thì đây là công suất không quá lớn. Nhưng mà khi chúng ta xem phim ở gia đình hoặc là chúng ta xem thời sự hay là xem truyền hình bình thường á, thì đây là công suất nó khá phù hợp. Trải nghiệm thực tế cho thấy khi bật âm lượng ở mức tối đa vẫn không bị rè, nghe khá là lớn và rõ tiếng. Trong khi đó âm trầm chưa thực sự đã khi mà chúng ta nghe những bài hát có âm bass nhiều, có thể sẽ khó thỏa mãn những cái đôi tai những bạn khó tính hoặc là đã kinh qua những cái sản phẩm có chất lượng âm thanh xịn sò và tốt hơn. Nhưng đổi lại, AU8100 được trang bị công nghệ Adaptive Sound Control, có khả năng nhận biết, phân tích nội dung đang phát và cho phép thiết bị tự động điều chỉnh cài đặt âm thanh sao cho phù hợp với từng nội dung trình chiếu như là tin tức, phim ảnh, ca nhạc. Cho nên nếu như bạn không biết tùy chỉnh âm thanh làm sao cho phù hợp á, thì AU8100 sẽ giúp bạn tối ưu việc đó. Bây giờ thì Hân sẽ đi sâu hơn tí xíu về ngoại hình của nó. Và các bạn thấy nha, chiếc AU8100 này nó có ngoại hình sang chảnh và đẹp hơn người anh của nó là TU8100. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất chính là chân đế. Chân đế của phiên bản này có phần tinh tế hơn nhờ thiết kế mới gọi là Blood Lip. Thay vì có hình dáng boomerang quen thuộc thì chân đế AU8100 có dáng thẳng hơn, đứng hơn, đồng thời hạ thấp trọng tâm hơn. Chính vì vậy mà phần viền dưới của màn hình sẽ gần hơn với mặt bàn, mang đến cảm giác thích mắt và có nét cao cấp hơn thế hệ trước. Một điểm cộng thêm cho phần chân đế chính là việc lắp vào thân mà không cần đến ốc vít. Đây cũng chính là xu hướng thiết kế hiện đại trong tương lai. Hơn chắc là các bạn giống hơn khi mua TV về cái chuyện mà mình sợ nhất á, đó là việc lắp chân đế vào TV. Nó cực kỳ khó và nó rất là mất thời gian. Chúng ta phải đặt đúng vị trí nè, rồi phải bắt ốc vít tùm lum hết. Còn nếu như bạn nào mà chúng ta mua TV ở điện máy xanh hay là bất kỳ nơi đâu á, thường sẽ có nhân viên đến tận nhà lắp cho các bạn. Nhưng mà lỡ khi mà chúng ta cần chuyển nhà, chúng ta cần chuyển TV đi chỗ khác thì sao? Đó là câu hỏi rất là nhiều bạn đang muốn hỏi Hân. Vậy thì Hân sẽ giải đáp luôn. Và trở lại với phần chân của AU8100, mình đã thử dùng lực tác động lên phần chân này thì không hề thấy nó bị ọp ẹp hay là có hiện tượng bị rơi ra. Trở lại với phần mặt tiền của chiếc TV này, các bạn dễ dàng nhìn thấy là viền của nó rất là mỏng. Samsung gọi đây là không viền ba cạnh, chỉ mỏng 0.3cm thôi. Sau khi đo lại thì mình thấy đúng là phần khung viền bên ngoài chỉ dày 0.3cm thôi. Nhưng trong màn hình lại có phần viền đen dày thêm khoảng 0.5cm. Cho nên tính luôn tổng cả viền trong và viền ngoài thì khoảng 0.8cm. Đây vẫn là một con số ấn tượng, rất mỏng. Cho nên là trải nghiệm hiển thị nhìn từ phía trước rất sướng mắt luôn. Độ mỏng ấn tượng không chỉ đến từ phần viền mà cả phần thân. Với thiết kế E-Slim, độ mỏng ở vị trí dày nhất chỉ khoảng 2.6cm. Nhờ vậy TV sẽ trông sang hơn, cao cấp hơn. Độ dài của dây cáp nguồn là 1.5m. Các bạn cũng nên lưu ý việc này để cho cái việc lắp đặt nó tiện hơn. Thân mỏng á, nó sẽ dẫn đến hệ quả là ít không gian để tản nhiệt. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng quá. Trong lúc Hân trải nghiệm chiếc TV này á, Hân đã thử đo nhiệt độ của nó khi TV hoạt động. Khi xem phim khoảng 3 tiếng, độ phân giải là 4K trên YouTube thì nhiệt độ Hân đo được ở màn hình á, là hơn 33 độ C. Nhiệt độ phần lưới tản nhiệt là hơn 40 độ C và điều kiện test là phòng đang có điều hòa là 27 độ C. One Remote cũng là sự thay đổi so với thế hệ trước. Thiết kế nhựa phay xước làm giống như kim loại hơn, các đường nét vuông vức và cứng cáp hơn. Đồng thời remote cũng đã mỏng hơn, nhẹ hơn cho nên là tạo cảm giác dễ cầm và rất là thích tay. Cảm giác bấm cũng rất là tốt, các phím tạo lực nảy tốt và tốc độ phản hồi cũng khá là nhạy. Khi vừa thao tác là TV thực hiện ngay. Các phím chức năng tương tự remote thế hệ cũ bao gồm những phím cơ bản mình sẽ hiển thị trên màn hình. Mình cũng rất là ưng các phím truy cập nhanh vào các dịch vụ phổ biến hiện nay như là Netflix hay là Vion. Ở cái thời đại mà lúc nào tay chúng ta cũng cầm smartphone thì liệu remote nó còn hữu dụng hay không? Cũng hên xui. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện là chúng ta điều khiển TV bằng smartphone luôn? Đơn giản thôi, chỉ cần tải SmartThings về smartphone là được. Không chỉ có thể điều khiển TV mà SmartThings có thể điều khiển được tất cả thiết bị gia dụng thuộc cùng hệ sinh thái. Chỉ cần bạn đăng nhập tài khoản Samsung vào ứng dụng SmartThings có trên cả nền tảng Android và iOS là các bạn có thể điều khiển TV. Lúc này, chiếc điện thoại đóng vai trò như một chiếc remote. Các bạn có thể thực hiện mọi thao tác tương tự như One Remote, bao gồm cả điều khiển bằng giọng nói,
chỉ cần có internet là được. Về cổng kết nối thì đầy đủ với một chiếc tivi, mình sẽ hiển thị chi tiết trên màn hình. Đặc biệt chúng ta có cổng kết nối HDMI IRC cho băng thông cao hơn, nâng cao chất lượng âm thanh truyền tải. Đồng thời, nếu sử dụng kết nối không dây kết hợp dây nguồn được giấu ở mặt lưng thì không gian xung quanh tivi sẽ trở nên gọn gàng, ngăn nắp và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Còn về các công nghệ kết nối không dây hỗ trợ đa năng, nếu bạn đang sử dụng laptop Windows, MacBook, điện thoại Android hay iPhone đều có thể kết nối thông qua SmartView hoặc là AirPlay 2. Còn nếu bạn sử dụng điện thoại Samsung Galaxy S hoặc là Galaxy Note thì hỗ trợ thêm cả TapView, tốc độ phản hồi kết nối nhanh và chất lượng hiển thị phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ mạng. Smart TV ở tầm giá này thì đa phần đều có trợ lý ảo và AU 8100 nó không ngoại lệ. Nhắc tới Samsung thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Bixby, nhưng mà từ cuối năm 2020 á thì Google Assistant cũng đã đổ bộ lên TizenOS. Tương tự Bixby, Google Assistant cho phép bạn làm nhiều thứ với TV chỉ thông qua giọng nói, từ đơn giản tới phức tạp. Thời tiết hôm nay thế nào? Đường từ quận 6 đến chợ Bến Thành. Tìm kiếm hay ra lệnh đều được. Trong thực tế á, nó sẽ nhanh hơn cái việc nhập chữ bằng remote rất rất nhiều lần. Cho nên mình tin chắc đây sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy cho người dùng TV thông minh. Khả năng nhận diện ngôn ngữ chính xác, đa phần mình chỉ nói một lần với tốc độ và tông giọng bình thường thôi, là Google Assistant nó có thể thực hiện đúng cái lệnh yêu cầu của mình, thậm chí không cần đưa remote sát miệng khi nói. Bên cạnh ngoại hình đẹp thì AU 8100 nó còn thêm một tính năng Ambient Mode, giúp TV biến hóa thành một thiết bị nội thất treo tường rất xịn sò. Các bạn cũng hoàn toàn yên tâm nếu sử dụng tính năng này 24/24 sẽ không tốn điện đâu. Bởi vì đo điện năng tiêu thụ trong 2 tiếng thì TV nó ăn khoảng 0,057kW điện. Và nếu mà cả ngày á thì tốn gần 0,7kW điện, chưa tới 1kW. Mà chúng ta có một không gian nội thất sang trọng, hiện đại và đẹp hơn rất là nhiều. Tất cả những cái tính năng, thao tác và phản hồi từ đầu clip đến giờ đều rất là mượt mà và nhanh chóng. Một phần là nhờ vào hệ điều hành TizenOS 6. Đây là một hệ điều hành tối ưu dành cho những chiếc TV Samsung. Và các bạn thấy nha, ngoài những cái yếu tố trên thì nó còn có thêm một kho ứng dụng khổng lồ. Hầu như là tất cả những cái ứng dụng phổ biến hiện nay đều có trên TizenOS 6. Thời gian đáp ứng rất nhanh, mức khoảng 6 giây để hệ điều hành hoạt động ổn định. Thời gian load YouTube cũng tầm 4 giây là hiển thị nội dung. Đây là khoảng thời gian tương đối nhanh. Tưởng chừng các con số này không quan trọng, khi chỉ có vài giây thì ảnh hưởng gì? Nhưng trong thực tế thì thời gian chờ càng ít thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Có những trường hợp á, là Hưng chỉ muốn TV nó hiện ngay lên thôi. Giống như là chúng ta đang coi đá banh đi, đang chạy xe vậy nè, vừa về nhà cái thì những hàng xóm kêu vô, rồi chúng ta mở TV lên rồi chờ nó khởi động, chắc chắn là mất luôn cái khoảnh khắc quay lại, coi nó ức chế lắm các bạn. Nhưng bây giờ thì chỉ mất đâu đó khoảng 6 giây thôi là chúng ta có thể khởi động TV, rồi ít nhất là coi lại được cái tình huống mà nó vừa vô, cũng đỡ hơn rất là nhiều, đúng không? Nhìn chung thì đây là một chiếc TV tầm trung có chất lượng khá là tốt. Theo đánh giá thì nó là một chiếc TV đẹp, sang trọng nè, chất lượng ảnh tốt, độ viền siêu mỏng, đáng kinh ngạc. Ngoài ra là nó có cả một bầu trời công nghệ trong đó để giúp chúng ta thỏa mãn cái việc giải trí. Đặc biệt là mức giá nó cũng khá là dễ tiếp cận, sẽ giúp chúng ta đỡ hơn phần nào đó chi phí sau khi mùa dịch đã hành chúng ta quá nhiều rồi. Giá của sản phẩm này sẽ cập nhật dưới phần mô tả. Và bạn đánh giá như thế nào về chiếc TV này của Samsung á thì cứ thoải mái comment phía dưới cho Hưng biết nhé, để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Còn nếu như thấy clip này hay và bổ ích á thì nhớ cho Hưng và ekip một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.